chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ ha. Thì nãy giờ thì Sơn đã đi xung quanh cái chỗ xung quanh nhà ấy, với lại cái chỗ mà Sơn hay quay clip cho mọi người xem á, để dọn dẹp nha. Tại vì là hôm qua thì ở chỗ quê của Sơn thì có một cơn bão rất là to luôn. Thì khi mà cơn bão nó vào á thì là mấy cái lá cây về mấy cái nhánh cây mà người nó rơi xuống cái chỗ xung quanh nhà về cái chỗ ấy rất là nhiều luôn. Cho nên là nãy giờ thì mình đã đi dọn dẹp nha. Thì dọn dẹp thì cũng mất khoảng 30 phút đấy mọi người ạ, khá là mệt luôn. Thì hôm nay á thì là mình đã chuẩn bị thêm một con gà rất là to luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng nhau mình đi làm một cái món gì đấy ngon ngon nha. Tại vì dọn từ sáng giờ thì cũng khá là mệt. Mình chưa ăn trưa nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi làm con gà nha. Rồi mình cùng làm cái món gì đấy ngon ngon, mình cùng thưởng thức để ăn trưa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ buộc con gà này vào cái ống tre này nha mọi người. Rồi cùng đem đi tẩm ướp gia vị và đi nướng nha. Cái chén nước ướp siêu cay của Sơn này mọi người. Đây nha. Đây con gà mọi người xem này. Cái đùi rất là to luôn nha. Nhìn rất là tươi luôn mọi người ạ. Mình sẽ nướng con buộc con gà này vào ống tre và hai cái chân này thì mình sẽ nướng riêng nha mọi người. Mọi người thì hồi nãy mình đã ướp xong con gà rồi nha, và mình có để phía sau này mọi người. Mọi người đi con gà của Sơn nha. Thì bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi nhóm một cái bếp lửa rồi mình cùng nướng con gà này nó chín nhanh nhanh một tí nha. Gà nướng thì là mình cũng ăn một số lần rồi, nhưng mà để mà ăn một con gà nguyên con, nướng nguyên con như thế này thì đây là lần đầu tiên nha mọi người. Thì hy vọng một lát nữa khi mà nướng lên thì nó sẽ ngon, và mình sẽ cùng mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Đây là con gà ghi dọc sau khi cho nướng khoảng tầm 10 phút nha mọi người. Ôi khói quá. Khói quá mọi người ạ. Mình nướng nó tầm 10 phút rồi nha. Cái da nó bắt đầu chuyển màu vàng này mọi người. Bây giờ việc của mình ấy là ngồi chờ gà chín nha mọi người. Mình sẽ nướng khoảng tầm 30 phút nữa cho nó chín hẳn nha. Ôi khói quá. Mọi người nhìn con gà này rất là ngon nha. Mọi người lưu ý là lửa phải thật là nhỏ nha mọi người. Tại vì nếu mà lửa to quá thì là bên trong nó sẽ không được chín ấy, mà bên ngoài nó cháy hết đấy. Lửa thật là nhỏ nha. Nướng cái này thì mọi người phải chịu khó một tí. Đây, xoay thường xuyên như này này. Nãy giờ nướng gà thì Sơn có để ý cây ổi này có hai trái ổi rất là to nha. Bây giờ thì Sơn sẽ hái xuống để ăn nha. Trong lúc chờ gà chín thì mình sẽ cùng thưởng thức hai trái ổi này trước nha mọi người. Đây nha mọi người. Trong lúc chờ con gà kia chín thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức trái ổi này nha. Ổi chín này mọi người, nó chín vừa tới luôn, nó chín kiểu sườn ấy mọi người, ăn rất là ngon nha. Bây giờ thì Sơn mời tất cả mọi người một miếng ổi của nhà Sơn nha. Rất là ngon luôn nha mọi người ạ. Gà thì bắt đầu nó teo ra rồi kìa mọi người. Mọi người thấy không? Cái chỗ này thì nó chưa chín này. Còn cái phía dưới kia thì nó bắt đầu chín rồi ấy. Còn chỗ cổ này thì bây giờ mình sẽ nướng chỗ cổ này nha mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. Ủa rất là ngon luôn. Xem con gà sau khi Sơn nướng xong này mọi người. Nhìn rất là ngon luôn nha. Nhìn nó tròn rụm luôn mọi người ạ. Bây giờ thì ở chỗ này hơi cháy rồi mọi người này. Bây giờ thì Sơn sẽ phải chặt nó ra là nha. Sơn sẽ chặt chia làm hai nha. Một nửa thì Sơn sẽ để cho bố mẹ của Sơn, còn một nửa nữa thì Sơn sẽ cùng với tất cả mọi người mình cùng thưởng thức nha. Mọi người xem, đây là con gà sau khi Sơn chặt ra rồi nha. Một nửa thì Sơn đã để cho bố mẹ rồi nha. Còn một nửa nữa bây giờ thì Sơn sẽ mời tất cả mọi người cùng Sơn nha. Sơn mời tất cả mọi người nha. Nhìn miếng gà này rất là ngon luôn nha. Đây là cái chén muối ớt Sơn vừa đâm nha mọi người.
Đây là lần đầu tiên mà Sơn ăn, Sơn nướng một con gà nguyên con nha mọi người. Cảm giác nó rất là thú vị luôn. Người nhìn miếng da của nó này. Cái da ở ngoài ấy, mọi người, nó ăn dai dai, còn cái thịt bên trong rất là mềm nha, ngon cực luôn mọi người ạ. Cái da rất là giòn luôn, tại vì là nó khó chín đấy mọi người, nên là nướng lâu thì cái da nó giòn cực luôn, còn thịt bên trong thì nó mềm mềm, vừa kiểu vừa chín tới ấy. Còn cái miếng xương thì nó vẫn bị đỏ đỏ ấy, mọi người, nhưng mà không sao nha, nó chín rồi ấy, mọi người ạ. Xem cái miếng này này, rất là nhiều thịt luôn nha. Ăn cái này thì chấm với muối ớt là ngon hơn chấm tương ớt nha mọi người. Chấm tương ớt thì cảm giác ăn nó sẽ cay, nhưng mà ăn gà thì mọi người nên chấm muối ớt nha. Cái chân này nó hơi dai mọi người ạ, cái da chân nó dai lắm. Mời mọi người một miếng cổ gà này. Nha, mình mời mọi người tìm miếng này nha. Cái da này thì mình sẽ ăn riêng này, ăn rất là ngon luôn. Đây nha. Miếng này này mọi người ơi, thịt này rất là nhiều luôn nha. Mình sẽ cho vài miếng ớt lên đây nha. Phần cánh này nó hơi bị cháy rồi mọi người này. Đây là lần đầu Sơn nướng gà con mọi người ạ. Cho nên là nướng có phần nó cháy ấy, mà ở trong có phần nó cũng chưa chín nữa. Cho nên là mọi người thông cảm cho Sơn với nha. Lần sau mà nếu Sơn có làm những clip này thì Sơn sẽ cố gắng nướng thật là ngon nha. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Sơn nha mọi người. Chỗ này xe đi quay lại ổn quá mọi người. Sau Sơn sẽ cố gắng nướng những con gà thật là ngon nha mọi người.
Rồi Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn nha. Chắc thì Sơn cũng phải kết thúc video thôi mọi người ạ. Hiện tại thì trời cũng sắp tối rồi đấy. Thì Sơn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn và luôn ủng hộ Sơn. Tạm biệt mọi người.